Mời quý vị đến với những tin tức thể thao sáng. Xin chào anh Minh Tân. Xin chào anh Hảo. Và hôm qua thì giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đã bước sang tuổi thứ 15 và theo những hình ảnh mà tôi thấy thì đây là một bữa tiệc sinh nhật rất là hoành tráng đúng không ạ? Bữa tiệc sinh nhật nào của VTV Cup cũng rất tưng bừng nhờ sự quan tâm của khán giả ở các thành phố đó. Và sinh nhật năm nay thì VTV Cup chúng tôi luôn luôn chào đón tất cả những khán giả truyền hình là những khách mời trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Và bên cạnh đó thì đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân cũng đã tặng cho VTV Cup một món quà rất ý nghĩa, đó là một chiến thắng trong trận ra quân gặp đối thủ Vân Nam Trung Quốc. Nhập cuộc với lưới chơi tấn công đa dạng cùng tốc độ cao, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng tạo ra sự cách biệt lớn về điểm số trước đội Vân Nam Trung Quốc và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 25-15 tại set 1. Sau thắng lợi dễ dàng ở set đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn ở set đấu thứ hai khi đội Vân Nam Trung Quốc thi đấu tập trung và liên tục giằng co từng điểm số. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng kịch tính với tỷ số 26-24. Lợi thế dẫn điểm sau đó được các cô gái áo đỏ duy trì rất tốt và đi đến thắng lợi 25-21 trong set 3. Qua đó, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Vào lúc 13:30 chiều nay sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa và câu lạc bộ Tứ Xuyên Trung Quốc. Sau đó vào lúc 16 giờ, tuyển trẻ Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn khi so tài với các cô gái đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Diễn ra vào lúc 18 giờ sẽ là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc và câu lạc bộ Antei Kazakhstan. Trong khi đó, trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm nay sẽ bắt đầu từ lúc 20 giờ. Các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với đối thủ là Đại học Hokkaido Nhật Bản. Các trận đấu này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6. Kính mời quý vị và khán giả chú ý đón xem.